My name is, my name is, my name is VietDragon. My name is, my name is, my name is VDK. My name is, my name is SSK. Can I have the attention of the class? My name is, for 1 second. Hi kids, do you like VD? Wanna hear me or listen to that whack shit you find on TV? Wanna copy these haters and diss me? But once you find out about me, your girls probably wanna kiss me. Nghề của tao không chỉ là công nhân lắp giếng mà còn là chuyên gia giật bồ tới công khai đó nếu cần lắp liếm. Muốn nghe nhạc real, nhạc chất hay là nhạc hit? Hay muốn nghe xúc sinh rap xả lòng mừng nhạc cấy từ ở trong lỗ đích? Mày chửi tao là chó, tao biết mẹ mày mới sinh mày ra. Giết mày có gì là khó, đừng có tưởng cho hùa thì có thể tha. Tập cờ đập vào mặt mày đấy, đừng có xuôi tay đưa một tập đủ thổi. Bật tự mà xuất sinh ra, đéo tin nổi rằng đéo con đối thủ. Hồi đu dây leo ra đây cho anh mình mượn cái hút nào. Đầu tao đem liền không phải đeo thêm Jimmy Lê ra mà đút vào. 100 thằng chửi tao thì đã 99 thằng nể từ hồi nào. Nếu mày là thằng còn lại thì mày chỉ là một thằng bại não. Chỉ vì lẽ tao đã thân lắm cho mày là phúc đạt bitch. Đừng đỡ vào mặt chứ xúc được tao vì tao sẽ fuck that bitch. You better bow down, clown, cause I'm a wow motherfucker. How you gonna diss me when you stole my style, motherfucker? Cả lò xúc sinh tụi mày thích được tân diss và sweet và swag. Tụi tao thì sướng như fuck và mày vừa đúc và đứt đặt ra. Những con gà của Việt rap mà cứ thích đúng còn thích làm cha. Học wordplay, học bê tên rồi hãy đến đây mà sóc tao nha. Ok mày thắng được tao chỉ là sản phẩm của cặp mắt đóng lại. Nếu muốn thắng thực sự cũng được may ra khi mẹ đi ít cây sống lại. Anh biết tao bởi đứt xong đứt sao mày bạn hay là thù. Mày ngông sao đòi chứng SSK mày dạng hay là mù. Mày chỉ nói tiếng trên mạng trong khi tao nổi từ Bắc vào Nam. Mình bạn đấy của tụi mày con nào nhìn lại cũng chắc mà ham. Mình bạn đấy của tụi mày đừng dán cạc tao vào mắt rồi ham. Gia đình em mắm của mày có tao vào danh gì chắc là tan. Mày chửi tao là chó tao đi mẹ mày mới sinh mày ra. Giết mày có gì là khó nhưng có tụi cho hùa thì có thể tha. Cầm cờ đập vào mặt mày đấy đừng xuôi tay đưa mồm tập đủ thổi. Bật tự bởi xúc sinh ra đéo tin nổi rằng đéo con đối thủ. Mày đeo khăn như cạc rồi bây giờ mày lại đòi trang điểm. Càng ngày càng biến thái ô cái thằng lại cái này thật là như điểm. Từ DVD đã có nói sai khi tao gọi trên pin là PD. Mày lên YouTube âm thức lực tình như là Ken Pinky. Yeah. Yo, I used to sit the talk, that's cause I aim for the truth. And I don't lose to women, that's why I ain't losing to you. Một điều không ai có thể cãi tao rap beat này thực sự hay hơn mày. Lục hết cây lớn cây bé đến bê đến nghe ở ngay trong sân mày. Một bài mày rằng cả năm trong khi tao quay trong vòng chỉ một ngày. Rap tao sao mày chọn trong khi nhạc mày còn chưa làm được tên nhọt này. Tiếp tục lãnh đạn ở xuất sinh rap là một anh chàng tên hai lúa. Đi sâu mang giày bàn tay để tìm mà cứ thu số và tay chú. May mắn mãi mẹ mày tao cứ từng nước bước tao vào phòng trong. Tụi mày là thù với tao chứ không phải thằng lẽ đâu mà đòi chơi chung. Mẹ vớt cái mã mẹ mày không làm tao rớt mình thì đừng xem lông. Ra tụi vẫn nói thôi như có kinh thua tất cả các loại lông. Đặc biệt là lông lòng đéo nặng đừng lyric mà cứ đòi tao đây phải nhớ mày. Hơi nhớ thì tao cũng chỉ nhớ món nợ và tao cũng hơi nhớ con vợ mày. Hiền ơi sao con Hiền mất dạy và Hiền nó quỵt nợ của Huy. Về nhà Hiền hòa dạy lại thằng xuất sinh kiếm tiền để trả nợ đi. Một lời cảnh cáo tụi mày đừng bao đồng với tao, đây là tất cả tụi mày lâm nạn. Tao đẻ tụi mày ra thì giết mày được vì chúng tao mãi bất khả xâm phạm. Tại sao mà tao luôn đứng vững được vì tao chỉ đích và đúng mục tiêu. Cho hàng ngày như tụi mày cách cho hồ sơ giúp mà feel. Có gan nghe thử máu với tao thì nên tự gánh mỗi khi tao ra đòn. Nếu không thì tao sẽ bắt tụi mày khi không phải là một mình là phải ba hòn. Hám lồn, hám lồn, hám lồn, hám lồn, hám lồn, hám lồn, hám lồn. Lồn, 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 lồn. Một lời cảnh cáo tụi mày đừng bao đồng với tao, đây là tất cả tụi mày lâm nạn. Tao đẻ tụi mày ra thì giết mày được vì chúng ta mãi bất khả xâm phạm. Tại sao mà tao luôn đứng vững được vì tao chỉ đích và đúng mục tiêu. Chỉ đẹp với cho hàng ngày như tụi mày cách cho hồ sơ giúp mà feel. Có gan nghe thử máu với tao thì nên tự gánh mỗi khi tao ra đòn. Nếu không thì tao sẽ bắt tụi mày khi không phải là một mình là phải ba hòn. Hám lồn, 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 lồn. Yo, yo, what's up, bitches? Welcome to www.fucksuksinrap.com. Know what I'm saying? Vâng, thưa quý vị, tôi chính là MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Put your hands up. Yo, wanna give shout to my peeps. Holla back, tiếng đạt. Holla back, phong đạt. Holla back, bảo thùy. Ha, Xuân Mai, much love. Know what I'm saying? And last but not least, peace out to my girl Kempin K. Know what I'm saying?